Các bạn ơi, là cái channel của mình là đang đây, đây là đang quýt thôi. Về video cuối cùng mình đăng là cách đây một tháng rồi. Lý do mình làm ít video là chủ yếu cơ bản là do mình lười. Nhưng mà cái nguyên nhân thứ hai đó chính là các bạn có nhớ cái video mà mình đang mở hộp Lego vào mà của chị mình gửi về đó. Là ngay sau video đó là mình đã ngay lập tức quay cái speed build cho cái bộ này, nhưng mà đang làm giữa chừng thì máy mình hết pin, cho nên là mình cố gắng hết sức để mà tiếp tục nhưng mà không được, thì cho nên là chúng ta sẽ bắt đầu review bộ Lego Avengers Endgame. Thiệt ra chỉ là Avenger thôi. Xin các bạn. Iron Man Hall of Armor và vẽ số là 76125 và bao gồm 524 mảnh ghép. Bây giờ thì chúng ta sẽ dẹp bỏ những cái phần nhỏ xung quanh trước và review phần lớn trong này trước. Ok, thì chúng ta sẽ review phần phía trước này, sau đó tới phần giữa này và phần chính sau cùng. Rồi. Đây là phần phía trước và cả ba phần này đều có thể gỡ ra nha các bạn. Nó kết nối bằng mảnh ghép bằng dấu cộng này. Đây. Về cái phần này nó có nhô ra một chút, hơi nhìn hơi kỳ, và phía sau chúng ta có một chỗ để có thể gắn vào nữa, nên có thể bạn mình sẽ review cái phần linh hoạt của cái bộ này sau. Đầu tiên thì chúng ta có dàn máy tính của Tony Stark ở phía này, và tất cả những cái màn hình trên này đều là sticker hết. Đây là sticker trong suốt, vì thế cho nên là nếu bạn để bụi hoặc là không khí vào thì không có được đẹp lắm, nhưng mà mình có thể để làm khá là tốt khi mà không để bụi dính vào. Lấy nét nào, lấy nét. Ok, phía bên này là chúng ta có System Error là lỗi hệ thống, và Intruder Alert là có kẻ xâm nhập. Kẻ xâm nhập ở đây là Outrider, có material rồi trong này nó sẽ review sau. Bên này có Block Call, cuộc gọi Block Caller, người gọi bị chặn, có vẻ như là đặc vụ Coulson, có lẽ vậy. Bên này chúng ta chỉ có màn hình bình thường thôi, không có gì đặc biệt. Ở phía bên này chúng ta có AI của Iron Man, đó là Jarvis, hơi lạ một chút. Trong bộ này chúng ta có Iron Man Mark 50, mình sẽ review sau. Này nó chỉ xuất hiện từ Infinity War, mà mình nhớ là từ Infinity War là AI của Iron Man là Friday mà ta. Jarvis là Vision rồi mà. Kệ. Phía bên này chúng ta một cái ghế xoay gắn trên một cái miếng xoay như thế này, rồi có thể xoay qua xoay lại khá là nhiều, không có xoay hẳn tại vì cái bàn này nó có hơi chật một chút. Này chúng ta có một cái ly ly màu đỏ rất là bình thường, đặt rất là nhiều, hoặc quá là nhiều rồi cho mấy bộ Lego, mấy cái miếng trong suốt cái này. Thế là hết rồi, đó là toàn bộ chi tiết, không quá tệ. Bạn có thể cho Tony Stark ngồi trong này. Khi mà cho Tony Stark ngồi vào thì càng khó khăn hơn nữa, càng khó khăn để xoay ghế hơn, bởi vì cái tay để mình gỡ cái dè gỡ ra thì nó dễ hơn nhiều rồi. Nếu mà bạn muốn xoay được nhiều vòng thì mình có thể gỡ cái ly ra và để nó đâu đó như này cũng được. Rồi, ok, phần tiếp theo của chúng ta nó như là cái bệ gọi là biến hình hả? Không, gọi là gì ta? Ok đi, nói chung là cái bệ cho Iron Man Transform. Hay. Cái bệ này được thiết kế được gắn duy nhất một mini vừa như này thôi. À, trên cái đĩa này phải có thể xoay, nó dùng một cái
cách ráp khá là lạ ha. Như các bạn thấy đấy, thì trong này chúng ta có cái miếng vậy như là cái clip để gắn mấy cái thanh vào, thì nó không dùng để gắn thanh mà là để đỡ cho cái bệ đỡ này. Và chúng ta có con miếng khá là đẹp nhưng mà chủ yếu là bị giấu đi phía bên trong. Khá là thông minh. Phía bên này chúng ta có hai cánh tay robot ha. Thì chúng ta có thể qua lại khá là linh hoạt. Còn phía trên này chỉ có khớp lên xuống thôi. Cái này cũng vậy, mỗi cái có một cái sự khác biệt riêng rất là nhỏ. Nó chỉ có này, nó chỉ khác duy nhất cái phần khớp giữa, nó bên này dài hơn bên này một chút. Cái này có, chúng ta có hai chỗ để gắn, chúng ta có thể gắn cái này ở đây, về cái này ở đây hoặc là bên này. Nếu các bạn muốn gắn cái ba phần này vào nhau thì cái này buộc phải là ở giữa. Thì dù bạn gắn phía bên kia, phía bên này thì nó vẫn luôn ở bên ơi là phần ở giữa, bởi vì cái này nó không có cái connect ở đằng sau, cho nên ta không thể gắn cái này ở sau cái phần này. Ok, khá là tốt, không tệ, không quá tệ. Ok, rồi chúng ta tiếp theo phần chính, đó chính là cái Hall of Armor. Rồi phía rồi chúng ta sẽ review từ trái qua phải. Ở phía bên này là chúng ta có một máy xay sinh tố và có một cái thang gắn trên này, gỡ ra thì các bạn máy xay sinh tố và một cái ly đỏ khác. Chúng ta có hai cái trong này, khá là thông minh, một cái build khá là thông minh, tối dụng nhiều kỹ thuật nhiều nhỏ nhưng mà thông minh. Ở phía bên này thì chúng ta có cái gọi là giá đỡ vũ khí bên này, hãy gỡ ra để mà gắn một cái giáp khác nếu mà bạn có bộ armor khác cũng được. Ở phía bên này là chúng ta có dạng thanh kiếm hay là chém gì đó, bạn có thể tưởng tượng nó là ra từ cái mọc ra từ cái armor, cái giáp số 51, mắt 51. Đây là một cái súng. Cái súng Iron Man cầm súng bắn. Yeah. Sai sai. Nói chung là bạn có thể gỡ ra như thế này, không có gì đặc biệt ở phía sau, gắn vào cũng được. Phía này chúng ta có một giá đỡ bộ giáp số 1, mình review các bộ giáp sau. Một giá đỡ trống, bạn có thể bỏ Iron Man nắp mắt 50 vào. Phía này chúng ta có một cái giá đỡ khác dành cho một cái checkback. Let's go Iron Man và Jetpack. Khá là hợp lý thôi. Để phía bên này chúng ta có thêm một giá đỡ nữa. Phía sau các bạn có thể thấy gài cái sticker, mình sẽ đi lọt ra sau để review. Phía này chúng ta có một thanh công cụ, có một cái cọ lê ở đây, và cái chỗ còn lại là để gắn cái bình cứu hỏa của dummy. Và cuối cùng là chúng ta có cái bàn làm việc. Bàn làm việc à, ở cái bàn này chúng ta có một giá đỡ để đựng cái mũ của Iron Man, và các bạn có thể gắn các chi tiết, ví dụ bộ giáp này lên trên này, gắn chân ở đâu đó bên này cũng được ha. Yeah. Ngày nằm ngay bên cạnh thanh công cụ nên là khá là rõ ràng, đó là bàn làm việc. Được rồi. Ok, thì cao lên một chút thì chúng ta có một cái lối đi. Các bạn có thể để Iron Man đi trên này cũng được. Nó khá là ít cái stud để mà cho minifigure đứng lên, đó là có chủ đích hết. Mình sẽ nói sau. Còn ở phía bên này thì chúng ta có một cái dạng vệ tinh, cái này gỡ ra và nó thành một lối đi hoàn toàn mới, là có thể đặt cái này bất cứ đâu cũng được, quay hướng nào cũng được. Đây chỉ là dạng một cái vệ tinh thôi, không có gì đặc biệt. Và thấp xuống một chút,
Ok, thấp xuống một chút. Thì qua đây các bạn có thể thấy được những cái ống kính trắng, cái kính chống trong suốt bình thường, và ở đây có một cái sticker House Party Protocol Iron Man, quý tế của Iron Man 23 gì đó, mình không nhớ rõ. Hôm nay chúng ta có thấy khá là nhiều bộ dép nhưng mà mình không thể nào mà kể hết được. Nên mình chỉ biết cái Bailey này thôi, là mắt, bộ mắt, mắt 5. Cái bên này là chúng ta có mắt 10, 15, mắt 20, mắt 25, Striker. Minifigure này chúng ta chưa bao giờ có, mong một ngày nó sẽ có. Cái này thì chúng ta có bộ mắt 5, là cũng là bộ hồi nãy mình vừa mới nói, Suitcase, bộ vali, thu nhỏ vali được. Đây là bộ dép, nó cũng nằm trong bộ này và khá là chi tiết, nó cho thêm vào cái đặc biệt của cái bộ này. Đó là phần chủ yếu của bộ này, và chúng ta sẽ review những cái còn lại. À, mình quên chứ, chúng ta phải nói về cái độ linh hoạt của cái bộ này. Bộ này tạo ra để mà chúng ta sáng tạo được. Như bạn thấy đó, chúng ta nãy giờ chúng ta có rất là nhiều phần xoay được cái này. Mình hãy ghép vào thế này, cho nó thẳng ra thế này cũng được, bởi vì nó có mấy cái clip ở bên này, hoặc là quay về phía sau hoàn toàn một hình tròn cũng được. Nó khá là linh hoạt, và đặc biệt nữa là các bạn có thể gỡ phần này ra, rớt cái mũ. Bạn nên gỡ, gỡ từng phần ra. Để ghép chúng lại theo ý bạn muốn, bạn sẽ gỡ cả tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 phần. Ok, thì cho các bạn một vài mẫu đặc biệt mà mình để tạo ra trong suốt mình chơi cái này. Ok, thì đầu tiên chúng ta có dạng tháp ha. Cái này nó gọn hơn so với cái ban đầu, mà cái default mà bọn họ dành cho mình. Mình đã đặt tới tất cả những cái giá đỡ bộ dép lên trên đầu và những cái phần khác ở dưới, nó khá là hợp lý. Tại vì cái bàn mà nằm ở trên thì làm sao mà làm việc được. Và những cái miếng này mình đã ở tầng này mình đã gỡ ra và đặt lên trên phía sau này, nó để lại những cái khe hở như thế này. Không quá kỳ, các bạn để bảo quản nó cũng được. Thì chúng ta đã di chuyển cái thang lên trên này, thì bạn có thể leo lên trên này. Và nếu bạn tự hỏi làm sao mà sẽ lên này, thì chúng ta có thể bẻ cái này xuống để leo lên, nhưng mà sau đó bẻ cái này lên, leo lên tiếp. Mình để vẫn để cái này, vẫn để cái vệ tinh ở trên cùng, và ở đây nó có Elevator. Thì mình để đó để chứng minh rằng là các bạn vẫn có thể để minifigure chạy trên này, hơi gò bó một chút. Ở phía trước này thì để cái bàn làm việc, không, mình để cái máy tính ở phía sau. Và chúng ta có cái bệ Transform của Iron Man. Okay. Tới mẫu tiếp theo nào. Ok, thì đây là cách ráp mà Lego đã gửi cho bạn trên mặt sau của cái hộp. Thì nó cũng không có gì đặc biệt lắm. Thì chỗ này chúng ta thấy các bạn chế tạo, thì cái bàn làm việc thì như ví dụ cho cái hồi nãy mình nói. Mình chỉ muốn ví dụ cho các bạn thấy là chúng ta có nhiều cách sắp xếp như thế nào đối với cái bộ này. Độ linh hoạt là hoàn hảo. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần review mini figure. Ok, thì chúng ta có đây là Iron Man Mark 50 aka Tony Stark, được in khá là tốt. Mình thấy thì có một vài, thậm chí là có màu metallic bạc. Và cái chi tiết, có một vài chi tiết thậm chí được in nổi. À không, thẳng hoàn toàn. Mình tưởng là nổi chứ. Chỉ có cái mũ này nổi không. Thì
Rất là tốt. Bộ này cũng từng gặp trong Infinity War rồi và mình chưa có bộ Infinity War nào. Thì tuyệt. Đây, có in tới chân luôn và phía sau lưng này chúng ta cũng có in về chỗ này cũng có metallic bạc biết ở đấy bạn thấy đây màu metallic bạc ha phía trước đây, ánh sáng vào đúng chỗ đó đây, bạn có thể hình dung được không có in trên tay cái là tiếc tiếc không sao bây giờ bộ này có tới 4 Iron Man như nên là in tay nó sẽ tăng giá thành của sản phẩm này lên rất là cao thì chúng ta có một cái mũ này và mũ này ngoài cái ma con mắt được ma con mắt được tô màu ra thì chúng ta có một vài cái nét in trên này nữa chi tiết rất là đẹp à, cũng có thể mở lên như thế này hai mảnh nha các bạn hai mảnh ghép ghép lại rồi, và trong này chúng ta có khuôn mặt của Tony Stark bình thường và phía bên này chúng ta có mặt dạng như giận dữ và đang trong bộ giáp bạn còn với khuôn mặt này các bạn có thể để một cái tóc lên trong bộ này có cái tóc này khá là hợp với nhân vật và nếu mà các bạn muốn thì các bạn có thể đổi cái tóc này cho cái này cũng được bạn có thể coi cái này là dạng như cái kính của Iron Man công kính công nghệ cái kiểu vậy đó cũng được một mini figure khá là tốt rồi mini figure tiếp theo ok thì đây là bộ Iron Man Mark 1 là bộ giáp đầu tiên của Iron Man nó được làm hoàn toàn từ những cái ảnh ghép màu bạc nhưng mà có hai lớp màu bạc cái này rồi nếu các bạn thấy ánh sáng chiếu đúng nè thì bạn sẽ thấy là nổi lên một lớp nữa ở trên cùng màu bạc nhưng mà chất lượng khá là tốt như cũng như trên cái mũ này thì cái lớp phía trước thì nó được phủ một lớp màu khác so với hoàn toàn so với cái mũ trông hơi kỳ nhưng mà cũng chấp nhận được miễn nó óng ánh đẹp là được cái này thì chúng ta có thể lấy một vài chi tiết gọi là chắp vá của bộ này thì tất nhiên đây là bộ men tạo ra trong một cái hang núi với một đống rác kiểu đó vì cho nên là nó trong vì cho nên là nó chắp vá hơi bị nhiều và bên này trong bên này cũng vậy chúng ta không? Thậm chí là thấy một cái chi tiết là Stark Industry ở phía trong thì trong phim thì cái bộ này nó rất là thùng thình to lắm nhưng mà trên Lego thì không thể nào làm một Big Fish thì to quá mà một cái cỡ Axel trong Axel này cũng quá to so với vậy nên là chỉ có cách này thôi vẫn là khá là đẹp khá là tốt đẹp tốt lắm cái mũ này không mở lên được ha thì ở dưới này cũng chỉ là một cái đầu trong suốt thôi không có gì hết một mini rất tốt ok thì ở đây chúng ta có Iron Man Mark 5 là cái bộ suitcase bộ dạng vali hồi nãy thì trong Iron Man phần phần 2 đúng không ta không nhỏ lắm nhưng mà lúc mà bị tấn công thì Iron Man đã biến hình bằng cái bộ vali đó một trong những cảnh biến hình thỏa mãn và đẹp mà mình từng xem thì bộ giáp này cũng giống như các bộ kia vẫn có một những một vài chi tiết in màu bạc trên này rất là đẹp trên nền màu đỏ và trên cái mũ này thì chúng ta có một cái mặt nạ bằng bạc về cái mũ là màu đỏ y hệt như bình thường thôi nhưng mà cái mặt nạ là màu bạc kết hợp sự kết hợp màu sắc khá là đẹp riêng cho bộ giáp này thì chúng ta có một vài chi tiết ở chân và vẫn là cái reactor hình tròn thì đến đến bộ mắt mắt 50 hồi nãy thì nó mới có reactor hình tam giác đây vẫn là hình tròn còn phía bên này chúng ta thêm một vài chi tiết nữa cũng đẹp như các minifigure khác thôi mình sẽ đi bảo quan nhanh con này khá là tốt tiếp nào ok thì ở đây chúng ta có bộ Mark
41 mà biệt danh là Bone, Bone xương. Thì bạn thấy thì khác với tất cả những minifigure mình vừa review thì em này có một cái tông màu, con Iron Man này có một tông màu đen, đen hoàn toàn luôn, và trên đó là màu vàng ánh kim. Vẫn là cái reactor hoàn tròn ở bên dưới. Khá cái này trông, nhìn trông rất là sang trọng ha. Và tay cũng là màu vàng, nhưng mà vàng này khác với cái màu vàng in trên áo hay trên cái mặt nạ này. Đối với cái chất liệu vàng thì Lego thường những cái mảnh như thế này thì Lego thường chọn cái màu vàng nó khá là tối so với những cái đường in. Nếu mà các bạn có thể nhìn kỹ thì các bạn sẽ thấy rất khác biệt hoàn toàn so với cái màu vàng này. Đó là cách đêm mà Lego có thể bán rẻ bộ này thôi, chứ nếu mà màu vàng mà đẹp như này thì không biết giá nó lên bao nhiêu. Thì trên cái mũ này khá là đặc biệt ha, nó có in từ trên xuống dưới luôn, và nó có phần màu đen và màu vàng hoàn toàn thế này. Mở lên, mở xuống như bình thường. Dưới chân thì các bạn có thấy một vài chi tiết nhỏ, sau lưng cũng cũng vài chi tiết, và có một số cái chi tiết màu bạc và nó in chìm ở bên dưới cái màu vàng nữa. Một minifigure được làm rất là công phu. Không biết các bạn thế nào chứ đây là minifigure yêu thích của mình trong bộ này, khá rất là đẹp. Ok, thì chúng ta sẽ đến với hai minifigure cuối cùng thôi. Ok, thì ở đây chúng ta có một em Outrider. Ok, thì ở đây mới có một em Outrider, đó chính là dạng như những con quái trong của Thanos trong Infinity War và cũng như trong Endgame. Thì dưới này cái đầu nó không, nó buộc phải làm theo cái mẫu của Lego nên là nó không được giống lắm so với các con Outrider trên phim. Nó dạng giống con alien hơn là trong phim, thì cái đầu nó chúi ở phía trước hơn và nó cong hơn, chứ không phải như một cái đầu bình thường của Lego như thế này. Nhưng mà những cái đường in khá là ổn, nhìn trông hơi đáng sợ một chút, creepy một chút. Và phía sau đầu vẫn có đường in nha các bạn, làm nhân vật này được làm chỉnh chu và không có những cái chỗ trống kỳ lạ. Ở dưới thì cái phần thân thì nó cũng được in màu bạc, màu vàng, vàng ánh kim trên cái nền đen, và rất là chi tiết, rất là đẹp. Và dưới chân thì không có in nào hết. Ta có thể có một vài cái đường vàng vàng ở dưới thì nó sẽ đẹp hơn nhiều. Ok, vậy thì phía sau này này có đeo một cái phần gọi là bốn cánh tay này. Trong phim thì có hai loại, đó là Outrider 6 tay và Outrider 4 tay. Thì tất cả các Outrider Lego làm, mà tất cả hầu hết các Outrider Lego làm thì chiếu được có 6 tay, một số là có 2 tay, nhưng mà vẫn chưa thấy con nào 4 tay. Nhưng mà nếu các bạn muốn 4 tay thì các bạn gỡ hai cái này ra cũng được. Đó, các bạn có 4 tay, hoặc nếu mà bạn thực sự muốn 4 tay mà cho trong giống thật thì các bạn gỡ hai cái tay xem trong mini cũng được. Mình không dám làm, mình làm vài lần và một số lần tai nạn đáng tiếc xảy ra. Về trong bộ này chúng ta có hai Outrider giống y hệt nhau. À quên, chứ ở phía sau lưng gỡ, chúng ta vẫn có một vài đường in nhang, cho dù nó bị che bởi cái, chủ yếu bị che bởi cái này, nhưng mà logo vẫn rất là chỉnh chu trong một vài đường in ở sau lưng, khá là tốt, làm good shop hello. Yeah, và chúng ta về phần cuối cùng nào. Ok, thì các bạn thấy ở đây, để mình lấy tép. Ok, các bạn thấy ở đây đó là Dummy, một robot giúp việc của Iron Man, có thể gọi vậy cũng được. Thì nó đang cầm một cái
cứu hỏa, mình cứu hỏa này lấy hai cái lửa, xịt hai lửa này thôi. Thì chúng ta ở đây có một cái dạng như bánh xe làm khá là nhỏ, tại vì không có bánh xe nào nhỏ hơn hợp cho cái đam mê này nữa. Thì bạn có thể tưởng tượng nó chạy trên xe cũng được. Thì nó có một hai ba ba khớp, các bạn có thể hướng về phía trước, đây là giới hạn của nó rồi. Bạn có thể hướng phía sau khá là xa, nhưng mà phía trước thì 90 độ là nhiều nhất. Còn chúng ta có một cái khớp lên xuống trên này, và cuối cùng một cái khớp lên xuống trên này nữa. Bạn có thể gầm tất cả mọi thứ dạng hình cái thanh như thế này. Thì Domi này có một cái mũ trong anime như trời, ba bộ với ba phần anime mà không nhớ nào. Nhưng mà nói chung là một cái build nhỏ nhưng mà khá là tốt, mình cũng được. Ok, thì đó là tất cả những gì. Cảm ơn các bạn đã xem video này, nếu thấy hay thì hãy làm like, subscribe cho mình. Thì bây giờ mình tắt đèn đi đây. Ok, thì mình đùa ai chứ, mình phải review Eagle Mark 38. Đây là Eagle Mark 38 đầu tiên. Thì chúng ta những cái phần tích cực trước, thì chúng ta có thể đưa tay lên xuống khá là linh hoạt so với những cái robot trước mà nhỏ nhỏ mà Lego từng làm. Thì Eagle đá Eagle tay cái đấy à, có thể di chuyển khá là xe hơn, là có thể để ở đây ôm bụng cũng được, hai tay như nhau và chân cũng vậy. Nó có thể đưa về phía sau như thế này, hoặc là đưa về phía trước như thế này, thì các bạn có thể đá ngang thế này cũng được, rồi chân cũng được. Và phần đầu thì chúng ta có thể mở lên thế này, đây mình có thể mở lên như thế này và mở xuống thế này. Không hiểu sao là cái này nó lại là cái khớp linh hoạt thôi. Nếu mà là một cái khớp lên xuống bình thường thôi nó sẽ tùy rất nhiều, còn nếu mà là một cái khớp linh hoạt thì nó có thể xéo ra thế này hoặc là thế này, và đôi khi là nó thế này là được. Nhưng mà ở đây vẫn là khớp lên xuống, may quá nó không muốn làm một khớp linh hoạt như thế này. Thì này có thể mở ra và để cho Iron Man vào, gắn vào chứa minifigure trên được. Điều này cũng làm khá là tốt, thì mà cũng phải có thể chứa một minifigure cho một con robot được ép nhỏ thế này và đóng xuống, không có đóng xuống hoàn toàn. Để mặt em lại biết gỡ kia rồi cho nó để cái tóc lên, cái tóc đâu rồi đây, tóc lên không biết à, tốt hơn nhiều rồi hẳn ta. Nói chung là cái hai phần, cho dù hai phần này dây trắng nhưng chúng ta vẫn có thể nhìn thấy Tony Stark ở bên này. Thì Only Stop vẫn bị lộ khá là nhiều, nó nghĩ là tốt hơn nếu như chúng ta có những cái phần che ở dưới này hơn, nhưng mà do cái không gian nó hạn chế về bộ này, cái bản ghép cũng bị ít lại, thì cho nên là nó không có đủ chỗ để mà gắn thêm những phần che, nhưng mà cũng tạm ổn thôi. Chúng ta có cái phần tay, có như cái này có thể bắn từ cái tay này như thế này, thì ngón tay có thể chuyển như thế này, các bạn có thể cho nó chỉ như thế này, you are breathtaking à. Rồi thì chúng ta có cái tay bình thường thôi, nhưng mà bây giờ chúng ta cây vào phần chính của nó chính là tạo hình. Để cô làm quá là tốt luôn á, sai quá sai. Ego trong phim là phần này, phần bề ngang nó khá là ít ha, nhưng mà ego này thì bề ngang một khúc một gang tay ở này, nhưng mà ego trong phim nếu mà về cái kích cỡ này thì nó chỉ khoảng cỡ này thôi, nhưng mà do muốn có cử động linh hoạt nên là bị gang ra. Thứ hai đó chính là phần đầu Hero trong phim đó, một cái phần đầu ghép xuống
hình tròn giống như cái hút poster vậy. Nhưng mà ở đây chúng ta làm một cái brick build thẳng băng và cái mắt cũng như vậy. Thì chúng ta có cái gì đây? Ta sao lại lôi ra thế này? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tại sao cái chân lại cùng ngắn như vậy? Tôi nhớ Igor là nó cao lắm cơ mà. Nhưng nếu dài hơn, nếu mà thêm một cái khớp nữa thì nó sẽ cao quá. Nhưng có thể làm cái chân dài hơn một chút rồi làm phần này nó dài hơn một chút mà. Sao? Tại sao lại như vậy? Này chi tiết cũng được nhưng mà nói chung là cái phần chủ yếu là cái phần đầu nó không được làm tốt. Nếu như nó lấy một cái hotposter xong rồi nó một cái phần đầu hotposter xong rồi in mấy cái mắt của Igor lên mà gắn xuống thì nó đã tuyệt hơn rồi. Nhưng mà không, một hồi quyết định chọn in cái này gắn lên đây, lấy cái này bỏ lên đây. Nói chung là ở đây có hình dáng thì các bạn nên cẩn thận một chút, nếu các bạn dán sai gỡ ra dán lại thì bị như mình đi, không thể dính lại nữa. Nói chung là đây là hình dáng đây là in một điểm cộng, may là nó in. Và cũng như là điều đó thì bộ này có rất là nhiều hình dáng nha các bạn, nếu bạn nào không thích hình dáng thì quá tệ, tại không thích bộ này. Và phần cuối cùng mới là phần bản hướng dẫn. Bản hướng dẫn có chúng ta có hai bản hướng dẫn, một cái bản hướng dẫn cho cái ho mà thì chúng ta không có cứ một cái quảng cáo nào cho những bộ khác cả. Và bản hướng dẫn số 2 là cho Igor thì chúng ta không có một bức, thậm chí chúng ta không thể nào có một cái mặt kết thúc như thế này mà chúng ta chỉ có nhiêu đây thôi. Thế vô nhỉ. Thì chúng ta sẽ nói ngay phần kết của video này thôi. Ok thì tổng kết thì bộ này khá là tốt. Mình quên chưa nói giá của nó nhỉ. Nó là khoảng 60 đô, là rơi vào tầm 1 triệu 2, 1 triệu 3 Việt Nam đồng. Nhưng mà bán ở MyKingdom là 1 triệu 1.999 hả ta? Đúng không ta? Mình không nhớ nhưng mà nói chung là bộ này khá là mắc. Nhưng mà những gì bạn bỏ ra là bạn có 4 bộ giáp trong cùng một bộ. Và rất là về cái sự linh hoạt của cái bộ này khá là tốt luôn. Rất là nhiều mảnh ghép đặc biệt để mình có thể mod. Thì mình sao cái này điểm A trừ. Điểm trừ là chủ yếu là do con Igor này. Nhưng mà không sao, bộ này vẫn là được lòng mình, rất là tốt. Cảm ơn các bạn đã xem video đến đây. Thì nếu các bạn thấy hay thì các bạn có thể để lại một like, một subscribe để xem những video mới nhất và cũng như một share để mời các bạn khác vào. Cảm ơn các bạn đã xem. Bye.